Xin chào mọi người, chúng ta tiếp tục học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề phòng học phần 2. Học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề phòng học phần 2. Số 1 là typist là người đánh máy. Typist là người đánh máy. Typist số 2. Số 2 là tab là lỗi. Số 3 là notebook là sổ tay. Notebook là sổ tay. Notebook là sổ tay. Số 4 là envelope là phong bì. Envelope là phong bì. Envelope và phong bì. Số 5 là letter là lá thư. Blackboard là bảng đen. Blackboard là cái bảng đen. Số 7 là rua là thức kẻ. Rua là cái thức kẻ. Rua là cái thức kẻ. Số 8 là copy là bản sao. Copy là cái bản sao. Chính là sao cái kệ. Sao là cái kệ. Tái biệt là người đánh máy. Tab là cái loại phân loại ha. Notebook là cái sổ tay. Envelope là cái phong bì. Letter là cái lá thư. Blackboard là cái bảng đen. Ruler là thước kẻ. Copy là cái bản sao. Cell là cái kệ. Mình xin kết thúc từ vựng tiếng Anh theo chủ đề phần 1 phần 2.